Tôi trở lại vùng hành quân, vùng xa xôi đã dòi biết buồn. Ba tháng hậu phương yên bình, tuy vết thương chưa lành hẳn, tôi lại đi giữa lạnh sang đâu. Đời tôi chinh chiến lâu năm, yêu lúc băng rừng như mộng tình nhân. Các bạn vừa thấy chiếc mic tôi đưa ra phía trước, đó là mic California của Mỹ xịn, được sản xuất tại Hàn Quốc. Dòng mic này thì cho tiếng rất là chân thực. Dòng này đã rất là nổi tiếng, các bạn đã biết rồi. Giá 1 triệu đồng một chiếc, gồm có một mic dây và hộp đựng. Các bạn thân mến, ở chương trình video clip tiếp theo này, tôi sẽ tiếp tục test giới thiệu đến các bạn một bộ cấu hình karaoke gia đình để các bạn tiếp tục tham khảo. Nếu như có nhu cầu về mua sắm hoặc tư vấn phối ghép, các bạn hãy gọi điện và nhắn tin theo một trong hai số điện thoại trên tấm biển. Quý vị và các bạn nhớ, hiện nay tôi đang có hai kênh YouTube. Kênh thứ nhất có tên là Cương Audio và kênh YouTube thứ hai có tên là Âm Thanh Vàng. Các bạn truy cập vào kênh YouTube Âm Thanh Vàng để thưởng thức nhiều bản thứ hai cả các dòng loa karaoke, đặc biệt là những dòng loa karaoke hàng bãi và hàng mới. Có rất nhiều các mẹo hay về audio đang chờ các bạn khám phá. Các bạn thân mến, trong những ngày các bạn ở nhà, tôi sẽ test rất nhiều những bản về karaoke cũng như các dòng nghe nhạc để các bạn có điều kiện tham khảo. Nếu như các bạn cần mua sắm thì có thể đặt hàng để chúng tôi chuyển phát. Các bạn thân mến, những bạn đang có Facebook có thể dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook, có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Và hiện nay Facebook của tôi quá 5.000 người kết bạn, cho nên các bạn hãy dùng tính năng theo dõi để chúng ta có thể trực tiếp trao đổi cũng như chúng ta tương tác được với nhau. Các bạn đang nhìn thấy ở bên tay phải, trước hết tôi muốn giới thiệu các bạn, đó là bộ mic không dây CAVS T4i. CAVS là một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ và chất lượng âm thanh thì rất là tuyệt vời. Mic CAVS này là mic không dây gồm có một đầu thu và hai tay mic. Nó có khả năng tự ngắt rất là thông minh và thêm vào đó là khả năng tiết kiệm pin và không bao giờ bị lag sóng. Đây là một ưu điểm rất lớn. Chọn bộ mic này có giá chỉ 2.800.000 đồng, một đầu thu và hai tay mic. Các bạn thấy tôi test liên tục, tôi giới thiệu rất là nhiều rồi. Ở giữa trung tâm thì các bạn nhìn thấy đó là một loa siêu trầm, gọi là loa sub của hãng CAVS nguyên thùng. Các bạn thấy thùng nó kia kìa, đấy, thùng của CAVS. Đây là một con sub đánh úp gầm, gọi là sub đa hướng, một bát 30 đánh úp gầm và cho tiếng trầm tán đều về tất cả bốn hướng xung quanh, giúp cho các bạn cảm nhận được tiếng trầm lan tỏa đều trong căn phòng. Sub này thì có giá 5.500.000 đồng. Các bạn thấy một mẫu sub rất là tuyệt vời, mức giá cũng rất là hợp lý. CAVS luôn luôn làm cho người ta bất ngờ từ chất lượng thành cho đến giá thành. Và các bạn nhìn thấy là một con đẩy nữa của CAVS đấy. Đẩy CAVS này là đẩy M2600, có đồng hồ hiển thị tất cả các tình trạng hoạt động, tất cả các tình trạng nhiệt độ, quạt gió vân vân, rất là thông minh, thiết kế rất là modern thời trang. Còn nguyên cả hộp và đẩy này có giá chỉ 6 triệu đồng, đánh được hầu hết các dòng BMW, đặc biệt là các dòng loa full, kể cả các dòng CAVS, các dòng ETC, rồi các dòng PV vân vân, thì gặp nó đều có thể phải bật ra hết tất cả những chất âm tốt nhất. Và các bạn nhìn thấy vang tôi đang sử dụng là con vang Jaguar S900 sản xuất tại Hàn Quốc. Con vang Jaguar này là con vang đầu bảng của Hàn Quốc tại Việt Nam hiện nay. Con vang này có khả năng kết nối không dây và Bluetooth, có USB, có thể chạy được cả thẻ nhớ, tức là nó là một cái đầu phát. Và đặc biệt nữa là nó tích hợp sẵn một cái equalizer, tức là hệ thống phím màu trắng, giúp cho nó như là một bàn mixer mà các bạn có thể hiệu chỉnh được rất nhiều các hiệu ứng về giọng hát của các bạn, vừa có echo vừa có gì vậy. Và các bạn thấy đây là vang số chỉnh cơ và người ta gọi nó là bàn mixer thu nhỏ, giá chỉ 5.500.000 đồng. Đây này, vỏ của nó đây, made in Korea, sản xuất tại Hàn Quốc. Và đương nhiên rồi, không thể thiếu được cơ quan phát ngôn. Các bạn đang nhìn thấy trước mắt chính là cặp loa BMW 450 hàng bãi xịn của Nhật Bản. Các bạn biết rồi. Đấy, đằng sau kia là BMW 1000, đây là BMW 2000 này, đây là 455 giá 4.2 triệu một cặp này. Và đây là BMW 450. Các bạn nhìn thấy dòng này thiết kế rất là phong cách, ướn về hai bên cho âm thanh tỏa rộng.
và sau lưng của nó có một công tắc giúp các bạn có thể bật để đánh chế độ phòng hẹp hoặc đánh chế độ phòng rộng. Để ở chế độ flat thì ta đánh ở phòng rộng, bật về chế độ treble ở sau lưng thì nó sẽ đánh chế độ phòng hẹp. Các bạn nhớ nhé, nó giống như cái dòng BMW 900C. Và các bạn nhìn thấy con súp rất là gấu, súp DB Aquatic, đó là súp điện bát 40, giá rất là đắt, giá 9 triệu. Đấy, các bạn chơi trong gia đình thì long trời lở đất. Các bạn thấy rất là nhiều, tôi có rất nhiều con súp. Súp của CAVS này, giá 5 triệu rưỡi. Súp DB Aquatic bát 30, có giá 5 triệu 500 ngàn đồng. Các bạn có thể liên hệ với tôi. Rất nhiều các dòng đẩy bãi, đẩy ground, rồi đẩy ETC. Đẩy bãi ETC này, sản xuất tại California của Mỹ, để bãi giá 7 triệu đồng. Các bạn thích mẫu bãi cũng được, mẫu mới tôi đều có cả. Các dòng Godfather, các bạn nhìn Godfather của Anh Quốc giá 4 triệu 500 ngàn đồng, cặp loa bạc bạc quạt. Đấy, rất là nhiều. BMW 455 này, còn vài cặp này là giá 4 triệu 2, rất là hợp lý để các bạn chơi. Và những cái cặp như thế này các bạn thấy trên thị trường thì nhiều nơi anh em người ta tuyển những cặp cũng rất là đẹp, nhưng cái vỏ thì rất là đẹp thôi, còn cái chất lượng âm thanh thì các bạn để ý vào, chúng ta nên đến cơ sở uy tín để mua được đúng âm thanh nguyên bản của nhà sản xuất, không bị suy hao. Các bạn nhìn thấy tem chống hàng giả một bạc này. Đấy, bây giờ thì để khẳng định với các bạn chất lượng âm thanh vàng là tôi sẽ hát nghêu ngao vài câu. Nếu không cứ thao thao bất tuyệt, cứ khoe là hàng đẹp, khoe là hàng zin, khoe là hàng xịn, mà cuối cùng bản chất phải là nghe âm thanh. Thì tôi sẽ test để các bạn thấy, tôi chỉ quay bằng điện thoại để các bạn thấy âm thanh rất là mượt, mượt rồi. Đặc biệt là cái độ sắc nét chi tiết. Và các bạn thấy là cái đẩy xe AVS giá 6 triệu đồng này này. Đấy, con đẩy mà tôi vừa quay chi tiết các bạn nhìn đấy. Nó có hai cái đèn màu xanh nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Đó là đẩy M2600, các bạn nhớ nhé, đẩy M2600 rất là thông minh, các bạn nhìn lần nữa đi. Rất là đẹp, để tôi lùi sang. Đấy, đây này chỉ 6 triệu đồng thôi, nhưng mà các bạn thấy là nó đánh được hầu hết các dòng loa, và khi phối nó thì tôi thấy nó đánh rất là ăn ý với các dòng BMW của Nhật. Cái dòng loa full thì đương nhiên nó là sở trường của nó rồi, nhưng các dòng loa nằm thì các bạn có thể phối vào các dòng Buckinghouse này, các dòng CAF này, đặc biệt là BMW của Nhật, các bạn đánh tiếng vô cùng là đậm thắm. Bây giờ tôi sẽ hát thử, chăm nghe không bằng nhìn thấy, và nói mai đi không bằng nghe thử. Thì phải hát thử bài câu, mặc dù là không biết hát nhưng cũng nghe hôm nào mấy câu. Thật nhiều còn đâu tiếng cười vui, mắt nhìn thật đậm đà. Phương đó nếu bây giờ mưa gió nhiều, đường trơn chân gót nhỏ cày nhờ ai đón đưa về. Đọc thư em hay hơn hãy dối, trách tôi yêu tay súng hơn nàng. Vì sao yêu xa trường hiểm nguy, hơn phố phương bơi bao chiều lang thang. Thương quá là thương, kỷ niệm ngọc ngà, và yêu quá là yêu, áo đẹp chiều hẹn hò. Nhưng thẹp súng đang còn say máu thù, hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. Thank you.
quá người ơi. Kỷ niệm thật nhiều, còn đâu tiếng cười vui, mắt nhìn thật đậm đà. Phương đó nếu bây giờ mưa gió nhiều, đường trơn chân gót nhỏ cày nhỏ ai đón đưa về. Đọc thư em hay hơn hay dối, trách tôi yêu tay sung hơn nàng. Vì sao yêu xa trường hiểm nguy, hơn phố phường với bao chiều lang thang. Thương quá là ngọc ngà, và yêu quá là yêu áo đẹp chiều hẹn hò. Nhưng thẹp súng đang còn say máu